Bài thứ 15. 10 món ma về thọ ấm. Thấy loài vật thương khóc. Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng suốt, do hành giả dụng công chằn ép các vọng tưởng thái quá, nên phát sanh lòng thương xót các loài vật vô cùng. Cho đến thấy loài mồng mũi thường cũng như con ruột, thương cho đến nỗi xa nước mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại chi. Còn mê lầm không biết thì bị ma sầu bi ám ảnh vào tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma. Chí võng mãnh bằng Phật. Này A Nan, người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, thấy có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra, thì trong lòng cảm kích thái quá, nên hành giả phát tâm đại võng mãnh, lập chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời cho thành Phật, không chịu trải qua bao vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt, còn mê lầm cho mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, thấy người hay khoe khoang hống hách, ngã mạn không ai bằng. Cho đến trên thấy không có Phật, dưới thấy không có người, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào ác đạo. Tâm nghĩ tưởng khô khan. Lại nữa, người tu thiền định khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chưa chứng, lúc ấy bơ vơ giữa chừng, vì trí lực suy kém nên trong tâm sanh ra rất khô khan, tất cả thời nhớ nghĩ vẩn vơ, rồi tự cho đó là tinh tấn. Đây vì trong lúc tu thiền không có trí tuệ sáng suốt để phán đoán, nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bóc quăng trái tim của mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo. Đặng chút ít cho là đầy đủ. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ nhiều hơn định, mất sự thăng bằng nên gặp những cảnh thù thắng hiện ra, sanh lòng nghi ngờ, cho là đức Tỳ Lô Giá Na Phật, mới đặng chút ít cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. Khi gặp người tự xưng ta đặng đạo vô thượng bồ đề, sẽ mất chánh định, sao đọa vào đường ma. Tâm buồn trầu vô hạn. Người tu thiền định khi cảnh cũ đã mất, địa vị mới chưa chứng, tự thấy bơ vơ, gặp cảnh gian nan nguy hiểm, sanh tâm buồn rầu vô hạn, như ngồi trên trong sắt, như uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người giết giúp thân mạng mình, đặng sớm được giải thoát. Đây là do trong khi tu hành, hành giả thiếu phương tiện để lướt qua những cảnh ấy. Nếu điểm ngộ thì không hại, còn mê lầm chẳng biết, hành giả cho mình chứng thánh, thời bị ma u sầu ám ảnh, rồi tự cầm gươm dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, thường hay lo rầu hoặc vào ở núi non trừng trú, không muốn thấy người, mất tâm chánh định, sao chết rồi đọa vào đường ma. Vui cười không thôi. Người tu thiền định khi tâm được thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên sanh ra vui mừng vô hạn không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời không hại, còn mê lầm cho mình chứng thánh thì bị ma nhập vào tâm phủ. Thấy người cười hoài, đi trên đường xá một mình ca múa, tự cho rằng ta đã đặng vô ngại giải thoát, mất chánh định sẽ đọa vào đường tà. Sanh đại ngã mạn. Người tu thiền định khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, tự cho mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm đại ngã mạn. Đối với mười phương chư Phật còn kinh khi, huống hồ là thương văn duyên giác. Nếu hiểu ngộ thì chẳng hại, còn hành giả mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma đại ngã mạn, nó nhập tâm, không lạy Phật tổ, hủy hoại kinh tượng. Hạng người ấy thường nói với tín đồ rằng:
Phật bằng cây, đất đồng chì. Còn kinh tượng là giấy mực, có gì mà kính lại? Nhục thân này mới là chân thật, thường còn, sao chẳng cung kính, thật là điên đảo. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng sanh nghi lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián, tâm sanh khinh nan. Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm sanh ra vô lượng khinh nan, rồi tự cho mình đã chứng thánh, đặng đại tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thì không hại, còn mê lầm không biết thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình đã đầy đủ không cần tu tấn, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường tà. Chắc không? Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm rỗng sáng, rồi sanh ra chấp đoạn diệt. Bát không nhân quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại, còn mê lầm không biết chấp mình chứng thánh, thì bị ma nhập tâm, rồi chê bai người trì giới cho là tu hạnh tiểu thừa, tự xưng mình là Bồ Tát ngộ lý chân không, rồi không còn trì giới và phạm giới nữa, vẫn ăn thịt và uống rượu, làm những việc tà dục. Do thần lực của ma nó làm cho tín đồ say mê, thương yêu cung phụng, luôn luôn trung thành, chẳng sanh lòng nghi ngờ quỷ bán. Vì ma nhập lâu này làm cho phải điên, đến nỗi ăn uống những đồ dơ quế mà cho cũng như là uống rượu, ăn thịt, phá các giới cấm của Phật, hoàn toàn chấp không, làm mất chánh kiến của mình, sau khi chết rồi đọa vào đường tà. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng. Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, sanh ra vô cùng ái dục, đến nỗi phát cuồng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó hết dần, còn mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi khuyến quá người đời bình đẳng hành dục. Họ bảo rằng hành dục là đạo bồ đề, người hành dâm dục là kẻ duy trì chánh pháp. Do thần lực của ma làm cho người cuồng kia chinh phục được cả ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm chán bỏ người tu thiền kia rồi, lúc bấy giờ hành giả không còn oai đức gì nữa, bị luật nước giam cầm, đến khi lâm chung đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, mười cảnh ma này đều do trong lúc tu thiền hành giả dùng tâm phá trừ thọ ấm, nên tự hiện ra các cảnh như vậy. Nếu hành giả mê lầm không biết, cho rằng chứng thánh, thì bị ma giữa vào, làm diễu hài đến thế, chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi ta nhập diệt, các công nên đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành được thành đạo bồ đề, chứ để cho họ gặp các loài ma chướng làm hại mà phải bị đọa vào ác đạo. Mười món ma về tưởng ấm. Tham cầu diệu dụng. A Nan, người tu thiền định khi phát minh được diệu định rồi, lại khởi tâm tham cầu những việc diệu dụng và linh nghiệm. Khi đó thiên ma được biết, gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói ra kinh pháp. Trong giây phút thân hình người bị nhập kia biến hiện ra ông thầy, cô ni, vị đế thích hay người phụ nữ chân dân, hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân họ chiếu ra hào quang sáng ánh. Người đời lầm cho là Bồ Tát thật, rồi tin nghe theo lời ma giáo hóa, sanh tâm buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Người này ưa nói những điềm tai biến lạ lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật ra đời, năm nào nổi đau binh giặc giả, năm nào có quả hoạn chân dân, khủng bố tinh thần chân chúng, khiến cho người hao tài tốn của. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. Các ông nếu biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào ác đạo. Tham cầu du ngoạn. A Nan,
Hành giả khi tu thiền, trong tâm muốn xuất thần dạo chơi, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần hiểu biết được dịp thuận tiện nhiễu hại, nên nó xuất hồn nhập vào người. Mà người bị nhập kia lại không biết, tự nói mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng cũng nói kinh pháp thông suốt, làm cho những người nghe đều tự thấy thân mình hóa ra sắc vàng sáng trở, ngồi trên tòa sen báo, đặng những điều chưa từng có. Người đời lầm tưởng là Bồ Tát thị hiện, người bị ma nhập kia lại dạy người phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, miệng ưa nói chuyện chư Phật giáng thế. Như ở xứ kia, ông đó là Đức Phật nào thị hiện, người nọ là vị Bồ Tát chi thị hiện, vân vân, làm cho người thấy, nghe, sanh lòng khao khát, tâm tà kiến thêm mạnh, giống trí tiêu mòn. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập ấy đều bị bắt cả. Các ông nếu sớm giác ngộ thì khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì bị đọa vào địa ngục. Cầu ngộ chân lý. Lại nữa, người tu thiền định trong tâm tham cầu ngộ chân lý, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập cho người. Mà người tự không biết, tự cho rằng ta đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ, biết được việc nhiều đời trước, hoặc biết rõ được tâm tánh người, hoặc thấy các cảnh địa ngục, biết trước những quả ước ở nhân gian, miệng tự đọc kinh hay nói kệ, mỗi người đều tự vui mừng, cho là đặng những việc chưa từng có. Người đời mê lầm cho là Bồ Tát thị hiện, ma kia lại ưa nói Phật có lớn nhỏ, Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, Đức Phật kia là Đức Phật trước, Đức Phật nọ là Đức Phật sau, Bồ Tát cũng vậy, làm cho người mất chánh tính, lại sanh tà kiến, tâm tánh buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt, các công biết trước thời khỏi bị luân hồi. Còn mê lầm tin theo, thời đọa vào địa ngục. Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài. Lại nữa, người tu thiền định, khi ở trong định, móng tâm muốn biết cùng tột căn nguyên của muôn vật, thủy chung sanh quá thế nào, khi đó thiên ma hiểu biết ý muốn, gặp dịp thuận tiện để khuấy nhiễu, nên xuất hồn đến nhập cho người. Mà người bị nhập kia lại không biết, cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Chúng ma kia dùng oai thần diếp phục quần chúng, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà trong lòng đã tự kính phục. Chúng ma nói, thân thịt hiện tiền đây là Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thân của Phật. Chúng ma lại nói, cha cha con tiếp nối sanh nhau, đó là pháp thân thường trụ bất diệt. Và thường nói, mắt tai mũi lưỡi là cảnh tịnh độ nam căn và nữ căn, tức là Bồ Đề Niết Bàn. Nhưng người mê lầm không biết, tưởng là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng quy y theo cho là một đấng hy hữu chưa từng có. Mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hạnh tham dục. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi rồi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các công nếu biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu cảm ứng linh nghiệm. Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, nên thiên ma biết được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người. Mà người kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Ma lại dùng thần lực khiến cho những người nghe pháp đều thấy thân thể người bị nó nhập kia già nua như người trăm ngàn tuổi, sanh lòng thương mến, đêm ngày hầu hạ không biết mỏi mệt và tứ sự cúng dường. Nó lại làm cho người người kính trọng là vị tiên sư hay thiện tri thức. Đối với người, nó ưa nói việc quyền hảo như
đời trước ta tế độ người kia người nọ, đời trước người kia là anh em hay vợ con của ta, đời nay ta tế độ để cùng nhau sẻ sanh về thế giới kia và cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nói, có cõi trời Đại Quang Minh, tất cả các Đức Phật đều ở đó. Những người mê muội không biết, lầm cho là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng kính trọng vô cùng, mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn tin tưởng nghe theo thì đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Người tu thiền định khép mình nơi khổ hạnh tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Khi đó, thiên ma ba tuần biết được ý muốn nên xuất hồn nhập vào người, mà người kia không biết cho mình chứng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường hay nói pháp. Ma dùng thần lực khiến cho các người nghe đều biết được đời trước của mình, hoặc trong chỗ đông người, nó chỉ một người nào đó nói rằng người này chưa chết mà đã thành súc sanh. Nói rồi, ma nó bảo một người khác đạp sau cái đuôi, thì người kia biến thành súc sanh, đứng dậy không được, làm cho đồ chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm gì thì ma nó liền biết và nói ra ngay. Ngoài giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm những điều khổ hạnh, phỉ báng các thầy tỳ kheo, mắng nhiếc tín đồ, làm tiết lộ việc bí mật của người mà không sợ người hiềm ghét. Thường nói những việc quả phước sắp đến không sai một mảy. Đến lúc ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò người bị ma nhập đều bị bắt. Các ông biết trước thời không vào luân hồi, còn mê mờ tin theo thì đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu biết kiếp trước. Người trong khi tu thiền định, móng tâm tham cầu biết kiếp trước của mình, khi đó thiên ma hiểu biết, gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm cho người tình cờ đặng châu báu. Nó hóa ra một con vật ngậm hột châu hay những vật kỳ quái đem đến đưa cho người. Nó chỉ ăn rau rác đơn sơ, không dùng đồ ngon quý. Có khi mỗi ngày chỉ ăn một hột mè, hột bắp mà thân hình vẫn mập tốt. Chúng thường nói, xứ kia có kho báu, chỗ nọ có các vị thánh hiền ẩn. Chúng làm cho người thấy những điều kỳ dị, hoặc nói những việc tham dục, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hạnh dâm dục. Đến khi ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò người bị nhập đều bị bắt cả. Các ông biết trước thì khỏi vào luân hồi, còn mê làm tin theo thì đọa vào địa ngục. Tham cầu thần thông. Người khi tu thiền định, móng tâm muốn được thần thông biến hóa, khi đó thiên ma liền biết, nên xuất hồn nhập cho người, mà người không biết, tự cho rằng đặng đạo vô thượng bồ đề, miệng nói kinh pháp và một tay cầm nửa, một tay rước ánh sáng phân pháp để trên đầu của thính giả. Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh sáng dài đến vài thước mà chẳng biết nóng, hoặc đi trên nước hay ngồi trên hư không vẫn tự tại, hoặc vào trong bình vô trong đẩy, đi ngang qua vách tường mà không bị chướng ngại. Chỉ trừ khi đối với bên đau thì họ không tự tại. Họ tự xưng là Phật mà thân mặc đồ thế gian, thọ các thầy tỳ kheo lễ bái, chê bai người tham thiền và trì giới, mắng nhiếc đồ chúng, làm tiết lộ việc nhà người mà không sợ người hiềm giận. Họ thường nói với người, ta đã đặng thần thông tự tại, hoặc làm cho người thấy được cõi Phật, ma hiện ra cõi Phật, đem những điều dở hèn làm việc truyền đạo và khen ngợi việc hành dục. Đến lúc ma kia nhàm bỏ, thì thấy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi,
còn mê lầm tin theo, thời đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu không không. Người khi tu thiền định, tâm ưa nhập diệt, tham cầu không không. Khi ấy thiên ma liền biết, đặng dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập cho người, mà người kia chẳng biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng nói kinh pháp, hoặc ở trong chỗ đông người, người ấy tự biến mất, không ai thấy được, rồi tình cờ từ trên hư không hiện ra, khi ẩn khi hiện thần diệu vô cùng, hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra thì thơm nực mùi hương chiên đàn, chê bai giới luật, quỷ bán người xuất gia, bác không có nhân quả, cho rằng chết rồi mất hẳn không có đầu thai, âm thầm làm việc tham dục, khiến cho những người thọ dục cũng chắc không có nhân quả tội phước vân vân. Đến lúc ma nhà mỏ thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các công biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định móng tâm tham cầu sống lâu, lúc bấy giờ thiên ma hiểu biết xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết nói mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng thường nói kinh pháp và đi qua lại các thế giới được tự tại không ngăn ngại. Mặc dù đường xa muôn dặm, nhưng đi trong nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại lấy những vật ở phương xa kia đem về làm tinh, hoặc ở trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau, từ vách bên này qua vách bên kia, đi mấy năm cũng không đến. Hoặc thường nói, chúng sanh trong mười phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên có, chẳng nhân tu hành mà được. Hoặc ngồi nói làm thầm một mình như người cuồng, khiến cho người đời tin tưởng là Phật thiệt. Các công biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, mười móng ma tưởng ngắm này ở trong đời mạt pháp sẽ giả là người xuất gia tu hành trong đạo của ta, hoặc nhập cho người, hoặc tự hiện hình, đều tự xưng rằng đã chứng quả Phật. Chúng khen ngợi việc dâm dục phá giới luật của Phật, ma thầy ma trò cùng nhau truyền dạy, làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người chân tu mất chánh kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma. Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, vậy các ông phải khởi lòng đại từ bi, không nên nhập diệt sớm, phải nguyện ở lại đời mạt pháp để cứu độ những người chân chánh tu hành đời sau khỏi bị ma diễu hại. Các ông tuân theo lời ta dạy đây mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông gắn bảo hộ người tu hành, nên đem lời nói của ta đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc ma để khỏi bị thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng.